âm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trang chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Hai, xin chào mọi người. Sau thời gian em trải nghiệm âm thanh riêng của xe thì em thấy chất lượng âm thanh nó không được tốt lắm. Mặc dù là em đã thay cái màn hình Android, màn hình Android nó có cái xử lý âm thanh DSP thì cũng tương đối, cũng gọi là hay hơn rất nhiều cái màn hình riêng rồi. Nhưng mà chất lượng lo riêng của xe thì chưa đáp ứng được nhu cầu của em, cho nên em quyết định là thay toàn bộ dàn lo trên xe bằng một bộ lo Infinity. Bộ lo Infinity của mình là gồm có một lo, một cặp lo phân tầng phía trước, một cặp lo phân tầng phía trước mã 6520. Mã 6520 gồm hai lo và hai cục phân tầng và hai cái chép. Rồi. Đây là phân tầng phía trước và hai cặp lo trước. Tiếp theo là hai cặp lo sau, hai cặp lo sau, hai cặp lo đồng trục. Hai cặp lo đồng trục thì mình có mã là 6532EX. Đó, 6532EX nó có chép ở giữa. Gọi là lo đồng trục ha. Tất cả sản phẩm này đều của Infinity ha. Ngoài ra thì em bổ sung thêm một cái sub Infinity Bassline Mini ha. Sub này đánh cực kỳ chắc ha, âm thanh cực kỳ ấm, sâu, bass rất là hay. Ngoài ra thì em cũng nâng cấp thêm một cặp lo mid, tức là lo tiếng lời ca sĩ á. Cái này mình để trên tấm lô ha. Còn cái sản phẩm em nói là cái này, hai cặp lo mid của JBL, âm thanh cực kỳ trong, tiếng ca sĩ rất là rõ. Phụ kiện kèm theo gồm có cầu chì. Cầu chì này là để dùng cho cái sub Infinity. Thì nói chung là lúc nào gắn sub thì bên em cũng phải lắp thêm một cái phụ kiện cầu chì này để an toàn ha, cực kỳ an toàn. Kèm theo nó đi cặp theo DAV, cặp DAV để cho mình sử dụng cho cái sub này. Đầu DAV rất là tốt nha, hàng chất lượng, dây cũng rất là dày, lõi bên trong cũng rất là chất lượng cao luôn. Không thể thiếu những cái lo, mình không thể thiếu là những cái nón lo này. Những cái nón lo này mình phải lắp vào trong phía trong cái cửa, tránh trường hợp khi mà nước nó xuống nó không có bị vào hai cái đường âm dương của lo ha. Này, tránh trường hợp nước ha. Rồi, phụ kiện kèm theo nữa là mút hướng loa. Khi mà mình lắp lo xong thì mình sẽ lắp cái mút này để cho cái âm thanh nó hướng từ cái lo, nó hướng ra, nó tập trung ra, chứ nó không có bị loãng ở phía trong cái cánh cửa ha, chỗ tấm bi cửa của mình. Một cái phụ kiện quan trọng nó không thể thiếu là đế loa. Đây là đế loa ha, đế loa dùng cho xe Toyota nè. Cái này là bằng nhựa nha, cái này bên em tự sản xuất, tự làm luôn ha. Bằng nhựa cực kỳ tốt, không chống nước, không sợ mà nước nó vô mà bị nở nhiều chỗ á, sẽ làm là bằng dán, bằng cổ, khi mà nước nó vô sẽ nở ra rất là ghê ha. Đó, nguồn cái dây đỏ này là nguồn để cho dùng cho cái sub này, tức là mình sẽ dùng sợi dây nguồn, cái lỗi đồng rất là lớn, an toàn, và nó cho cái nguồn ồn ổn định cấp cho cái sub đó, cái âm thanh nó hay hơn ha, cực kỳ là tốt cái loại này. Rồi mọi người, anh em mình chuẩn bị theo dõi em tháo tấm bi cửa, nâng cấp lo, gắn thêm sub, tiếp tục theo dõi em nha. Tiếp theo cái video hồi nãy á, thì em cũng quên nói giá từng sản phẩm. Đây là cấu hình âm thanh cực kỳ cơ bản ha mọi người. Cấu hình âm thanh cực kỳ cơ bản, mình thay đổi cái cấu trúc âm thanh của zin của xe để mình lên một cái dàn âm thanh mới. Đây là cấu hình cực kỳ cơ bản thôi nha.
Xin lỗi đây, em sẽ nói từng cái sản phẩm, từng bộ có giá bao nhiêu. Ví dụ như Lloyd Infinity phân tầng 6520 là giá 6,5 triệu. Lloyd đồng trục Infinity đồng trục 6532X là giá 5 triệu ha. Anh chị có thể, anh em mình có thể chỉ cần lắp một lo đồng trục, một lo đồng trục phía sau với một lo phân tầng phía trước cũng được. Nếu như anh em nào muốn lắp thêm một cái sub Infinity Badlin này nữa là 7,5 triệu. Còn cặp mid tiếng lời ca sĩ lắp trên tắp lô, cái này phụ kiện lắp thêm thì giá là 2,5 triệu. Đó, anh chị em mình có thể lắp thêm những cái thiết bị này cũng có thể không cần cũng được, chỉ cần một cặp lo phân tầng phía trước và một cặp đồng trục phía sau cũng được rồi. Còn cái này phụ kiện kèm theo để cho nó âm thanh nó hay hơn. Ví dụ như sub thì nó tăng thêm tiếng bass, còn lo mid thì tăng thêm tiếng lời ca sĩ. Đó, những cái phụ kiện này kèm theo á là đã tính trọn bộ trong cái giá em mới bây giờ nói luôn. Đó, từng cái đều có phụ kiện đi kèm riêng hết, mấy cái kia là mình không tính tiền. Giá em mới nói là đã tính công lắp ráp hoàn thiện ha, anh chị cứ tham khảo thêm ha. Số điện thoại với lại địa chỉ thì em có để phía đầu video ha, anh chị cứ xem lại rồi lấy cái số điện thoại liên hệ với em trực tiếp cũng được, em sẽ tư vấn cụ thể ha. Trước tiên là mình cho em, anh em thợ tháo hai tấm bi cửa phía trước. Tấm bi cửa phía trước sẽ tháo ra và mình sẽ tháo cái lò zin ra. Phần tấm bi cửa đã được tháo ra nha. Những cái rắc của lên kính xuống kính đều được tháo ra hết. Đây là những phần rắc ở phía trong của tấm bi cửa. Và đây là cái lo zin của xe, lo zin theo xe từ trong hãng. Lo zin nhìn rất là tệ nha. Đây là thiết kế của lo zin đây, củ từ nhỏ, mỏng nhẹ, cực kỳ tệ. Tắp bi cửa phía sau cũng được tháo ra luôn rồi nha mọi người, trước sau đều tháo ra hết. Như lúc đầu video á thì em có nói á, cái đế lò này là bên em tự sản xuất, nó bằng nhựa, nó chống nước tuyệt đối cực kỳ tốt. Nhiều anh em chỗ khác á, sẽ lắp cái này mà là bằng gỗ thì có thể là nước mưa á, nó rớt vô á, cái gỗ sẽ nở ra nhìn nó rất là ghê nha. Bên em thì làm cái này bằng nhựa rất là tốt. Đây là cái lo phía sau, lo đồng trục, lo Infinity đồng trục phía sau sử dụng cho lo cánh sau. Chất lượng lo này thì rất là tốt, so với cái zin của nó thì trời một vật nha. Nặng, chất lượng, âm bass, âm chép hay, chép nằm giữa và là đồng trục. Cái này là cái rắc lo zin này nha mọi người. Rắc lo zin thì nó cũng có hai dây ra âm dương, thì cái này mình sẽ tước dây ra để giữ lại cái rắc zin. Sau này mà có về zin á, gắn lo zin lại á thì cũng còn cái rắc để xài. Đó, còn về zin thì cái lo mới mình có thể mình lắp qua xe khác cũng được ha. Rồi,
cứ đi. Sau cái quá trình tháo cái lo zin, lắp đặt bộ lo mới NVT thì hai lo sau rồi chuẩn bị hoàn thiện nha mọi người. Đế lo nhựa, nón lo chống che nắng, che nước, không có lo nước nó bị nhiễu xuống lo. Ở đây chuẩn bị đưa cái mút hướng âm thanh. Giống như bên này thì đã hoàn thiện, đã lắp mốt hướng âm thanh. Đây là cái chép zin có sẵn trên xe nha mọi người. Chép zin này có sẵn trên xe. Em tháo ra để thay một cái chép của Infinity. Bộ của nó theo các phân tầng, nhưng mà không biết bằng cách nào mà xe em chỉ có một bên chép thôi, còn bên đây thì không có. Chưa hiểu là bên hãng có cắt bớt cái phần này của em hay không, biết xe của mấy anh em sao nha. Lưu ý giùm em cái đó. Bên em xe em chỉ có một bên jack như vậy thôi nha. Sau khi lắp xong hai loa đồng trục phía cánh cửa sau thì mấy anh em kỹ thuật lắp tiếp những cái hai cái loa cho hai cửa trước bên đại bên phụ. Loa cửa trước thì mình sử dụng loa phân tầng. Đây là cục phân tầng ha. Đây là cục phân tầng. Và cái chép đưa lên trên này. Âm thanh dây lo trực tiếp từ cái màn hình đưa vô cục phân tầng nó sẽ đưa một đường woofer ra cái lo cửa này và một đường chép để lên cái chỗ lỗ zin. Lo trước thì cũng lắp gần xong, coi như là cũng hoàn thiện hai lo trước. Đây là cái lo mid nè, lo lời ca sĩ, mình cho nó để tắp luôn hai bên này với bên kia. Giai đoạn cuối nâng cấp thêm sub gầm Infinity. Coi như là cũng gần hoàn thiện 95% rồi nha mọi người. Bên đây là lo cánh sau, lo đồng trục cánh sau. Chuẩn bị test lại xong rồi đóng tấm bi thôi nha. Kiểm tra lần cuối đóng tấm bi. Đây là lo phân tầng cánh trước ha. Vừa có chép, vừa có bass. Để em cho mọi người xem cái quy trình lắp sub của bên em luôn ha. Quy trình lắp sub của bên em là lấy lửa nguồn trực tiếp từ bình, gọi là lửa trực ha. Sẽ cho qua một cái cầu chì. Ở đây là cái cầu chì. Khi mà gặp sự cố về điện á, cầu chì nó sẽ tự ngắt. Đó, mình không có sợ bị ảnh hưởng chập điện nguy hiểm. Quy trình bên em là lắp lúc nào cũng phải có cái này, có cái cầu chì này khi lắp sub. Tuy là sự cố về điện nó rất là thấp nhưng mà mình cũng nên dùng thêm cái này để cho nó an toàn cho xe mình ha. Rồi cuối cùng là bây giờ anh em kỹ thuật sẽ test lại lần cuối và cho đóng tấm bi hoàn thiện 100%. Đầu thì mình có gắn thêm cái đế loa, nhưng mà
nhưng mà cuối cùng là nó dày quá, mình đóng copy không có được, nó bị đổi ra, cho nên anh em mình quyết định là bỏ cái đế loa luôn nha, bỏ cái đế loa luôn và chỉ giữ lại cái mốt hướng âm thanh thôi, nó cũng đủ kính rồi, cũng ok rồi. Rồi bây giờ mình cho anh em lắp tabi vô, kiểm tra lần cuối cùng và hoàn thiện ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.